Chủ đề của mình hôm nay chính là Cinecomastia, nữ hóa tiếng vũ ở nam giới. Nếu chỉ dựa vào sự quan sát bên ngoài, ta không thể nào phân biệt được là Cinecomastia và Seducicomastia, tức là nữ hóa tiếng vũ thật và nữ hóa tiếng vũ giả, chúng y hệt nhau. Đa số những trường hợp nữ hóa tiếng vũ là do sinh lý và thường tự hóa trong vòng từ 1 đến 2 năm. Nhưng mà có một số những trường hợp khác thì nữ hóa tiếng vũ gây ra bởi bệnh lý. Hôm nay mục đích của chúng ta là phải phân biệt được nữ hóa tiếng vũ thật và nữ hóa tiếng vũ giả. Nữ hóa tiếng vũ thật là tình trạng tiếng vũ nam giới có kích thước mô vú lớn hơn bình thường. Nó do sự phì đại của mô tiếng vú có thể gây đau hoặc là tăng nhạy cảm. Còn nữ hóa tiếng vú giả, ngoài ra chúng ta còn có thêm hai cái thuật ngữ nữa, đó chính là Adipomastia và Lipomastia, đều có nghĩa là mỡ. Hình dạng bên ngoài nó y hệt như là Cinecomastia, nhưng thực chất là do sự tích tụ mỡ dưới da quanh vùng ngực. Trên lâm sàng thì chúng ta chia thành 4 độ dựa vào hai tiêu chí, đó là độ to của vú và phần da thừa. Độ 1, vú to ít, không có phần da thừa. Độ 2, vú ti vừa, không có phần da thừa. Độ 3, vú khá lớn, có da thừa. Độ 4, vú rất lớn, da thừa nhiều. Chúng ta qua phần giải phẫu tuyến vú. Bình thường đi từ ngoài vào trong thì vú được cấu tạo bởi da đến mô liên kết dưới da, tiếp theo là mô tuyến sữa. Ở nam giới, mô vú bình thường chỉ được cấu tạo từ khoảng 1 đến 2 tuyến sữa. Nó ít chi nhánh và nó không có tiêu tiến. Và cuối cùng đó là lớp mỡ sau vú ngay trên mặt của ngực. Đối với những bệnh nhân bị nữ hóa tuyến vú thật, đó là sự tăng sản tuyến vú, sự quá phát của ống dẫn sữa tăng về số lượng, về kích thước, về độ dài. Nó không thành lập các tế bào chi tiết thực sự. Còn nữ hóa tuyến vú giả thì nguyên nhân là do sự tranh thủ mỡ theo da. Như vậy có rất nhiều nguyên nhân gây ra khi bệnh nữ hóa tuyến vú, nhưng đều dẫn đến một điểm mấu chốt là làm mất cân bằng nồng độ hormone sinh dục nam và nữ, tỷ lệ estrogen trên testosterone cao hơn bình thường. Ở đây chúng ta chia ra nguyên nhân của nữ hóa tuyến vú thật thành hai nhóm, đó là sinh lý và bệnh lý. Còn đối với nữ hóa tuyến vú giả là do sự thông hóa ngoại vi. Về sinh lý, trẻ sơ sinh do ảnh hưởng của hormone sinh dục mẹ, sau một thời gian sẽ nhỏ lại. Trẻ vị thành viên niên thì bị nâng vú to tạm thời, tự ổn định trong vòng 6 tháng đến 2 năm. Về bệnh lý, thứ nhất là nguyên nhân xơ gan. Trong các bệnh lý xơ gan sẽ làm tăng sản xuất estrogen từ tuyến thượng thận, tăng quá trình thực hóa dẫn đến sự giảm nồng độ testosterone tự do trong máu. Một số thuốc điều trị cho bệnh nhân xơ gan càng làm trầm trọng tình trạng này lên nữa. Uống rượu làm giảm nồng ẩm, phá vỡ trục hạ đồi tuyến yên tinh hoàn, gây giảm testosterone trong huyết thanh. Đối với những nam bị bệnh Lavender, đối với họ thì có thêm một nhiễm sắc thể giới tính nữa là ít. Điều này làm tăng tổng hợp chất estrogen. Nguyên nhân tiếp theo đó chính là nội tiết. Những bệnh về nội tiết chuyển hóa, ví dụ như cường giáp, cường rò rắt tim, suy thận mạn, thì người ta thống kê có khoảng 10-40% nam giới cường giáp mắc bệnh nữ hóa tuyến vú. Nó thường gây ra bởi sự kích thích trực tiếp của việc thông hóa ngoại vi. Tiếp theo là steroid. Hiện nay đối với vận động viên thể hình, steroid được coi như là thần dược, giúp phát triển cơ bắp vượt trội, tăng trao đổi chất, giảm mỡ thừa chỉ trong một thời gian ngắn. Có rất nhiều loại thuốc gây bệnh nữ hóa tuyến vú, chia thành các nhóm như là estrogen hoặc là thuốc có hoạt tính giống như estrogen, hoặc các loại thức ăn chứa estrogen, mỹ phẩm chứa estrogen thì cũng gây ra nữ hóa tuyến vú. Về các thói quen uống thì bác sĩ khuyến cáo rằng nam giới nên hạn chế tiêu thụ các thức ăn nhanh như là gà rán, khoai tây chiên, sữa đậu nành hay là sữa ông chúa để tránh mất tình trạng cân bằng hormone sinh dục gây ra nữ hóa tuyến vú. Tiếp theo đó là nguyên nhân gây ra nữ hóa tuyến vú giả. Nguyên căn vấn đề chính là sự thông hóa ngoại vi, lượng mỡ tích tụ ở ngực sản sinh ra men aromastase có tác dụng chuyển hóa testosterone thành estrogen. Như vậy trên lâm sàng khi chúng ta gặp một bệnh nhân nam và vú to thì làm sao chúng ta phân biệt được đó là nữ hóa tuyến vú thật hay là giả? Thứ nhất, chúng ta đi vào phương pháp hóa cổ điển, cho bệnh nhân nằm ngửa, hai tay để sau đầu, bác sĩ sẽ sử dụng ngón cái và ngón trỏ kẹp mô tuyến vú và di chuyển đến hướng nấm vú. Nếu ở bệnh nhân bị nữ hóa tuyến vú thật, họ sẽ cảm thấy một khối mô chắc đàn hồi phía sau nấm vú. Còn đối với bệnh nhân nữ hóa tuyến vú giả thì không có. Hiện nay khi khám lâm sàng, chúng ta cần phải kiểm tra toàn diện vú về kích thước, về mật độ, hạch lympho, kiểm tra thêm chức tình trạng riêng vật, tinh hoàn và các đặc tính sinh dục thứ phát, kiểm tra các dấu hiệu về bệnh lý gan, thận, nội tiết và hỏi bệnh nhân về những thực
thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đã sử dụng và các xét nghiệm cần thiết. Định lượng các hormone liên quan như là estradiol, testosterone, LH, FSH, prolactin, TSH, chức năng gan, thận, bì lăng mỡ máu, siêu âm, tuyến vú, chụp nhũ ảnh. Kết quả chụp nhũ ảnh bệnh thật thì có u sẽ nằm sau tuyến vú. Lệ sex life, ham muốn tình dục, khả năng tình dục, sex drive, sex performance ở người nữ hóa tuyến vú thật là như thế nào? Đối với người đàn ông, testosterone đóng vai trò chính, ham muốn tình dục và khả năng tình dục của nam giới. Vì thế, những bệnh nhân bị nữ hóa tuyến vú với lượng testosterone thấp và estrogen cao thì nó sẽ dẫn đến các dữ liệu sau: giảm ham muốn tình dục, do đó dẫn đến giảm tần suất quan hệ tình dục, giảm thể tích tinh dịch, rối loạn cương dương, khó đạt cực khoái, khó xuất tinh. Phần trình bày về